Quê bữa nay cuối tuần nhậu bạn Hiền, bữa nay ghé quán bà Mập làm cái lẩu chó đi. Đang ở đâu em ru hả? À quên đó, đụng mẹ bữa nay gầm ăn tương nội ơi, nhậu tàu hủ chiên xả đi nội ơi. Nói chung là cuối tuần này tôi cũng có chuyện vui để nói với ông nè. Tôi cũng muốn cảm ơn ông về cái vụ mà ông mua chuột mấy cái thằng nhà báo nó đăng tôi thắng cử đó. Tôi cũng cảm ơn ông, tôi mới mua cho ông được lô đất ở dưới Long An nè. Cái thằng bất động sản minh danh nó bán đất gì đâu mà rẻ ghê, rẻ thúi nghe mặt tiền. Trời ơi, đụng mới tới một pin đất đẹp quá đẹp luôn mà tôi mua tặng ông nghe, chứ không có bán lại ông nha. Cái này là anh em mình quan hệ rộng, có qua có lại nha, chứ đừng nói cho bé Chum nghe, bé Chum nghe rối lắm, mọi chuyện lu bu lắm nha. Nói chung là hôm nay gầm thì gầm, cho mình ăn thịt chó thì ăn ha, không sao hết trơn á. Ăn xong đi tôi dẫn ông điên chầu Mina nó tới biên luôn, tối nay lên ba luôn. Anh ma nè, em phải cố gắng đút lót làm sao cho mấy nhà báo đăng tin em thắng cử, đăng ngày nào cũng đăng dập vô đăng đánh phủ đầu luôn nha. Anh nhớ lo lót vòng ngoài sao mà cho mấy kia nó ém, đừng có cho xì phiếu gian lặng nha, để hôm mất công lu bu lắm, bé Chum nó không có biết đâu. Cái nhà trắng này sớm hay muộn thì em cũng phải thu tóm được nó thôi anh ma. Anh ma phải gắng giúp em muốn làm ông chùm chợ nhà trắng. Nói chung là anh ma hãy gắng giúp em cái cú này nghe. Em mới liên hệ mấy bạn bên Việt Nam mới gửi cho em vài lít rượu trắng của bà Bảy để làm quà biếu cho anh ma nè. Trời ơi anh ma biết không, ba cái rượu trắng mà rượu gạo bà Bảy bên Việt Nam bán ha, là rượu đó hàng hiệu đó anh, ngon bổ rẻ tốt sức khỏe lắm anh. Bên đây nước Mỹ mình đâu có đâu, rượu đó hiếm dữ lắm. Cái rượu đó là rượu pha thuốc gầy đó anh, rất là hiếm luôn. Cái rượu đó uống rất là tốt sức khỏe luôn. Cái rượu bà Bảy bán nghe rất là độc quyền nha, uống không nhức đầu luôn, nhưng mà được cái là đi cầu ra máu. Bên Việt Nam già trẻ gái trai nam nữ gì là cuối tuần người ta cũng uống rượu đó hết trơn, nhờ vậy mà người ta tốt sức khỏe chịch sọt lum lại. Đụ má tiền còn cặt gì nữa. Bất động sản Minh Danh, Minh Danh chuyên mua bán và ký gửi nhà đất khu vực Long An. Minh Danh chuyên môi giới tất cả các loại nhà đất, chẳng hạn như đất ruộng, đất nền, đất thổ cư, đất vườn, đất nhà xưởng. Nếu như quý khách nào đầu tư vào bất động sản Minh Danh là sẽ có vị trí tốt và xin lời nhanh. Và tất nhiên là quý khách hãy yên tâm về sổ sách pháp lý bên bất động sản Minh Danh. Bất động sản Minh Danh có xe đưa đón khách tận nơi đi xem đất. Vâng, để biết thông tin chi tiết về bất động sản Minh Danh mời khách liên hệ số điện thoại 0944663393 gặp anh Minh Danh. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào Facebook cá nhân của anh Minh Danh để được tư vấn kỹ hơn. Để chỉ bất động sản Minh Danh là 265 O4 khu A, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Bất động sản Minh Danh, nhà đất thênh thang.